Tổng Bí thư Tô Lâm liên tiếp gặp các cựu lãnh đạo để giải quyết vấn đề gì cho đại hội lần thứ 14. Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm bị ép phải nhường lại ghế chủ tịch nước cho đại tướng Lương Cường, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới quyền lực của ông Tô Lâm. Theo giới quan sát, với sự vượt lên của ông Lương Cường từ vị trí số 5 sau 4 tứ trụ, chủ tịch nước Lương Cường đã nhanh chóng vượt lên vị trí số 2 và tỏ ra ngang ngửa với ông Tô Lâm về mặt quyền lực. Dù rằng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn là người đứng đầu trong đảng, nhưng trên thực tế cho thấy đã và đang xuất hiện những hạn chế đáng kể trong công cuộc cải cách đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Vào ngày 6 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm tổ chức gặp mặt các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước đã nghỉ hưu để lấy ý kiến cho các vấn đề liên quan đến nhân sự, cũng như văn kiện của Đại hội Đảng 14 sắp tới. Đây là lần thứ hai ông Tô Lâm chủ trì cuộc gặp với các cựu lãnh đạo. Lần trước là vào ngày 15 tháng 8, 2 tuần sau khi ông được bầu làm Tổng Bí thư. Tham dự buổi gặp có Tổng Bí thư Tô Lâm, còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Thủ tướng Phạm Minh Chính vắng mặt với lý do đang công du Trung Quốc. Tham dự hội nghị có đầy đủ các lãnh đạo tiền nhiệm như ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng. Đáng chú ý, thành phần các cựu lãnh đạo đã bị mất chức trong khóa 13 trước khi ông Tô Lâm đến nắm chức Tổng Bí thư đã không có mặt. Theo giới thạo tin, việc ông Tô Lâm thường xuyên gặp các cựu lãnh đạo đảng để xin ý kiến, ngoài lý do Tổng Bí thư Tô Lâm muốn chứng minh bản thân vẫn kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội như người tiền nhiệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng lý do chính là ông Tô Lâm đang cố gắng vận động để dành sự ủng hộ cho một suất trường hợp đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, truyền thông nhà nước khá quan tâm đến chuyện của gia đình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là những biểu hiện được cho là đã từng diễn ra vào năm 2015 trước Đại hội Đảng lần thứ 12 trong chiến dịch hạ bệ ông Ba Dũng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên mạng xã hội, các diễn đàn, lực lượng dư luận viên đã và đang lan truyền các tin tức bất lợi cho Nguyễn Tấn Dũng và gia đình ông như việc vợ chồng bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Nguyễn Bảo Hoàng là con gái và con rể của ông Ba Dũng nằm trong số những thành phần của hội đồng sáng lập trường đại học Fulbright Việt Nam. Đây là lý do trước chuyến công du của ông Tô Lâm, câu chuyện đại học Fulbright Việt Nam bị các phe đối địch với ông Tô Lâm và cả những phe không muốn Việt Nam lại gần Mỹ đã thổi bùng lên. Hay câu chuyện Nguyễn Bảo Hoàng, con rể cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đầu tư vào đội túc cầu mới của Los Angeles với tư cách là đối tác nắm giữ cổ phần đa số. Kể cả các câu chuyện lùm xùm với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, con trai của ông Ba Dũng cũng bị xới lại. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm thường xuyên gặp gỡ cựu lãnh đạo được cho là nằm trong tính toán để giải quyết các vấn đề làm sao có thể nhận được sự ủng hộ từ các ủy viên trung ương nằm trong sự kiểm soát của các cựu lãnh đạo để có thể lấy đủ phiếu bầu trong đảng, ủng hộ ông Tô Lâm là trường hợp đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Dẫu rằng ông Tô Lâm đang trong vai trò Tổng Bí thư, theo thông lệ đó là vấn đề đương nhiên. Điều này cho thấy ông Tô Lâm đã và đang cảm nhận được những cơn sóng ngầm từ sự phản ứng của các cá nhân, các phe cánh chống đối trong chính trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm liên tiếp gặp các cựu lãnh đạo để giải quyết vấn đề gì cho đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. 20 trẻ mầm non ăn nhầm thuốc diệt chuột phải nhập viện. Trách nhiệm thuộc về ai đây? Đối với đa số các quốc gia trên thế giới và Việt Nam, chính sách bảo vệ trẻ em là một trong ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của trẻ em. Vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học là một vấn đề quan trọng với mục đích nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, tình hình an toàn thực phẩm trong các trường ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc thực phẩm và điều kiện bảo quản nó. Tờ báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam vào ngày 5 tháng 11 đưa tin 20 trẻ em mầm non phải vào viện do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bản tin cho biết sáng ngày 5 tháng 11, tại trường mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ việc
tại lớp mầm non 25-36 tháng tuổi, 20 học sinh có thể đã ăn nhầm thuốc diệt chuột. Ngay lập tức, nhà trường và nhân viên trạm y tế xã đã nhanh chóng đưa các em xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để theo dõi điều trị. Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, 2 trên tổng số 20 em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nghi đã ăn phải thuốc diệt chuột. Các em khác còn lại vẫn bình thường và vẫn được các y bác sĩ theo dõi tiếp. Về phần nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên, theo báo Tuổi Trẻ, đại diện lãnh đạo xã Giang Ma, huyện Tam Đường cho biết, số thuốc diệt chuột trên do một cô giáo của trường mua. Theo đó, chiều ngày hôm trước, cô giáo này đã bóc để sử dụng diệt chuột tại kho của nhà trường. Nhà kho này có cửa thông với lớp trẻ mầm non nói trên. Nhưng sau khi sử dụng xong, giáo viên trên đã quên không thông báo cho các giáo viên, nên đã dẫn tới sự việc vừa kể trên. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay có mối quan tâm và lo lắng với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là tình trạng ngộ độc thực phẩm ở các trường học đang có xu hướng gia tăng. Các vụ ngộ độc xảy ra liên tiếp ở nhiều thành phố, Nha Trang gần đây cho thấy tình trạng an toàn thực phẩm đang ở mức báo động. Theo báo cáo của Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 250-500 vụ ngộ độc thực phẩm, với số nạn nhân khoảng 7.000-10.000 người, trong đó có khoảng 100-200 ca tử vong. Việc có tới 20 trẻ em mầm non phải nhập viện do nghi ngờ ăn phải thuốc diệt chuột được đánh giá là một sự cố rất nghiêm trọng. Công luận hết sức lo ngại, đặc biệt là về sự tác trách của các giáo viên. Điều này đã cho thấy có nhiều vấn đề trong các trường học cần phải được quan tâm giải quyết. Đồng thời đặt ra câu hỏi chính quyền cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh. Sự việc này là lời cảnh báo lớn cho các cơ sở giáo dục mầm non về tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe của trẻ em hiện nay, đồng thời đòi hỏi cần một sự cải thiện về quy trình quản lý nhà nước và nhận thức của người dân. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho xã hội nói chung và trong trường học nói riêng là một vấn đề rất quan trọng, trong đó vai trò và trách nhiệm không nhỏ của Bộ Y tế. Đây là cơ quan quản lý của nhà nước chịu trách nhiệm về định hướng, chỉ đạo, triển khai. Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, mà còn tác động lớn đến sự phát triển về kinh tế và xã hội. Để chấm dứt tình trạng thực phẩm không an toàn tràn lan trên thị trường, công luận yêu cầu nhà nước cần siết chặt luật pháp và xử lý nghiêm khắc. Luật pháp cần quy định rõ mức phạt đủ mạnh với hành vi vi phạm, kể cả việc tịch thu phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 20 trẻ em mầm non ăn nhầm thuốc diệt chuột phải nhập viện. Trách nhiệm thuộc về ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de